Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Trước đây cái lông mày của bạn nó rất là mỏng đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Lông mày nó mỏng và nó thưa đúng không? Dạ đúng rồi. Nó ngắn có xíu rồi bạn cố tình bạn vẽ hay là điêu khắc vào kia? Lúc trước em điêu khắc. Rồi sau đó bây giờ ổng thấy nó không có hợp nên em để luôn bây giờ. Chân mày hụt hậu. Đấy, chân mày mà nửa đậm nửa nhạt mà nó mờ mờ như vậy ra phần là số phụ nữ khổ. Đấy, đận đận tình duyên. Chắc trở tình duyên. Đấy, và cái cung chân mày nó còn gọi là cái cung huynh đệ. Đấy, dạ. Người mà cung huynh đệ nó khuyết hãm xấu, nói là bước ra đường là ít được người giúp đỡ. Đấy, hay bị đố kỵ, hay bị thị phi là nhiều, hay bị người ta nói xấu đặt điều đủ thứ chuyện. Bạn có thấy bạn hay bị vậy không? Dạ đúng rồi. Không được giúp đỡ mà còn bị đặt điều, bị nói xấu. Mình chả làm gì sai đâu, họ cũng phim vào cho mình là như vậy. Số bạn thì vất vả, số khổ không có sướng đâu. Mẫu bàn tay, da bàn tay gì mà khô như da bàn tay nam đấy. Con gái thì mà da tay khô như tay nam ấy, y hệt tay thằng đàn ông vậy đấy, chả khác gì cả. Alo, alo. Ra tay khô không khốc như bàn tay nam. Mẫu bàn tay có số phá sản, thoát tài ghê gớm. Làm được bao nhiêu tiền ra hết bấy nhiêu, chả giữ được. Tiền vào cửa trước ra cửa sau không giữ được, tiền toàn bị hao tán. Đường chỉ phá tài ở đây rất là nhiều. Có số phá sản, làm được bao nhiêu trôi hết bấy nhiêu không giữ được. Tính cách thì thoáng quá, rộng rãi, chi tiêu mạnh tay lắm. Bạn không có biết tiết kiệm mà thường xuyên là người tiêu xài thoáng. Bạn thấy bạn thoáng không? Em thấy em rất là thoáng đúng không? À đúng rồi. Nhìn bàn tay này biết đọc được tính cách luôn. Rồi tay này xấu cả đường tình duyên lẫn được công danh. Đấy, cả hai phương diện luôn. Làm không giữ được tiền, chả bao giờ có số mà khá mà giàu có được lên cả. Mày làm đến đâu tiêu hết đến đó. Tình duyên thì xấu, có lấy chồng rồi cũng bỏ trục trặc. Gặp anh nào cũng vậy thì được thời gian là 3-7-21 ngày để chia tay. Ví dụ là vợ chồng không cãi nhau thì cũng trục trặc ở bên gia đình nhà chồng. Chia tay chồng lâu chưa? Dạ, chia tay 3 năm. 3 năm rồi. Nói sát vào cái máy đi, nghe nó cứ chập chờn. Dạ, chia tay cũng 3 năm tại vì em xài 3G Nói chung là rất chán với được tình cảm. Cả đường công danh luôn, số bạn số khổ rồi, vất vả rồi. Có thay đổi được không thầy? Làm lễ gì cùng hoán số để hóa giải. Dạ. Có điều kiện để làm lễ gì cùng hoán số để hóa giải. Hóa giải tình duyên cho bớt trắc trở, cho bớt lận đận nhé. Tại vì ở trong cái điện, trong cái phòng đó, cái nhìn không có rõ được. Để trong đó mọi mình, người chiếu đèn. Mình thấy rất rõ, mình thấy rất rõ các đường chỉ. Mẫu bàn tay này nói chung là cổ tay thì chả có ngấn nào cả. Cổ tay thì chả thấy một cái ngấn nào cả. Đấy, số bất hạnh, số khổ. Trời ơi, số khổ. Vậy là đi coi mấy thầy kia, ai cũng bảo sướng. Sướng thì mình phải nghe cái lời thầy đó. Rồi mình là sao? Rồi mình xem lại với cái hiện tại, thực tại của mình đây. Dạ. Đấy, xem ông là phán hay hay phán dở. Dạ. Bạn nghe lời mấy ông thầy kia, số bạn sướng, ông nói cho bạn vui tai để lấy tiền bạn. Đấy, nhưng mà mình không. Nhưng bản thân mình xem nhiều video của mình thì bạn biết người nào khổ mình nói khổ, mà sướng thì nói sướng. Dạ. Nói để cho người ta biết, để người ta chuẩn bị, người ta sửa đổi. Dạ vâng, vâng. Mà số người ta khổ nói cho người ta sướng, người ta ảo tưởng, bắt đầu một ngày vỡ mộng rồi quay lại tìm thầy, bảo thầy ơi lúc trước thầy nói số con sướng, rồi sao bây giờ con khổ này. Vậy bây giờ em muốn biết là sắp tới ăn có thuận.
công việc làm ăn là năm nay năm tam tai làm ăn gì, ngồi yên một chỗ đi làm ăn gì? Làm đâu thì hỏng đó, đụng đâu thì bể đó. Ừ mà dở chứ. Vậy là vậy á, em nên làm công việc, tại vì em đang có định hướng là em á. Năm nay thì chớ nên làm việc lớn, thì cũng chớ nên định hướng làm cái việc gì mà to tát cả. Hãy để năm sau đi. Năm sau, năm nay thì cứ giữ nguyên công việc hiện tại, hoặc là cứ làm cái gì mà duy trì là tạo ra cái đồng ra đồng vào, thu nhập tạm tạm thôi. Còn năm sau bạn thoát năm tam tai cuối cùng, năm sau là bạn sẽ ok lại, thuận lợi lại, công việc lại tốt lại. Dạ đúng rồi đó. Cuối cùng của em. Đúng rồi. Em hỏi thêm là số của em có mua nhà đất được không thầy? Số này sẽ mua nhà mua đất được, nhưng mà còn rất là xa, rất là dài. Nhưng mà mua nhà đất rồi tầm mà. Vẫn còn rất là xa, rất là dài, thời gian tính cả đến chục năm đấy nhé. Chục năm rồi. Ủa thầy, cho em học nước ngoài. Đi ngoài ra nước đợi đó, đi nước ngoài. Số này á, dù có lấy chồng bạn nữa cũng bỏ tiếp, bởi vì riêng tướng mạo của bạn số khắc chồng, thì thế lấy chồng nào cũng bỏ thôi. Đường chỉ du lịch ở đây là có rõ ràng đẹp đấy, có số đi nước ngoài, nhưng mà sợ lấy chồng rồi cũng về ở với nhau thời gian lại bỏ tiếp, nó đủ tìm đủ đến mọi cách rồi chia tay nhau thôi. Chỉ cần làm cái phép cùng hai số đó là một đúng không thầy? Hóa giải cái đường tình duyên cho bạn nó bớt trắc trở đi đấy, để cho mà gặp người đàng hoàng tử tế, đi đến hôn nhân không có lận đận tình duyên nữa. Khi đường tình duyên tốt, có người đàn ông tốt bên cạnh bạn, nó sẽ là cái chỗ dựa cho bạn, hiểu không? Đấy, sẽ là chỗ dựa, sẽ hỗ trợ cho bạn. Vì thế các cụ ngày xưa có câu là đời người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng đấy. Có thấy cái gì trên bàn tay nữa? Số này vất vả vì đường con cái. Vất vả, vất vả vì đường con cái nhé. Khó được nhờ con cái, hoặc sinh đứa trẻ ra rất là khó nuôi. Ừ, thầy nói đúng, em con em khó nuôi lắm. Em cũng không có ở gần nó, khó. Có em có một lớn, một bé gái, một bé trai. Số chị sau này, ở số bạn sau này khó được nhờ về con cái, không được nhờ đâu. Còn có số chồng không thầy? Sao? Có nhờ được chồng. Không, cái đường tình duyên của bạn còn đang khổ này, là nhờ được ai, chả nhờ được ma nào hết á. Nhìn nhau như là quân thù quân hằn này, sao mà nhờ được. Vậy đó thầy. Rồi còn cái người hiện tại em đang quay một người mới á. Rồi em với người quen nhau sẽ lâu đúng không? Sinh năm bao nhiêu? 1988 dương lịch. 1988 đúng không? Dạ đúng rồi, dương lịch nhá thầy. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu, đọc lại. 29 tháng 1988 dương lịch. Sẽ là ngày 14 tháng 4. Dạ đúng rồi. Tên này số Phạm Cô Thần Quả Tú, số cũng vài vợ đấy nhé. Chắc trở tình duyên, chắc trở hôn nhân, tình duyên cũng lận đận luôn. Số cũng vài vợ. Số cũng vài vợ luôn. Không, số nhầm, mình nhầm. Số không phải Phạm số sao Cô Thần Quả Tú, nhưng mà cũng lận đận tình duyên luôn. Chắc trở luôn, số cũng phải vài vợ. Đúng rồi. Vài vợ luôn, chắc trở tình duyên lắm. Rồi ôi, quen nhiều người lắm, đào hoa lắm. Đúng rồi, cái người 88 đấy, sinh chính xác là ngày 14 tháng 4 năm 1988 âm lịch. Và số người này có số đào hoa, quen rất nhiều người một lúc. Quen nhiều người luôn hả thầy? Đúng rồi, cậu này bảnh bao lắm, mau mồm mau miệng này. Đúng rồi thầy. Thấy chưa, đọc mỗi ngày tháng năm sinh là mình biết được có con người ngay mà. Ủa thầy, vậy là em, cái bạn đó là không có tới được đâu hả thầy? Mình đã nói là số nhiều vợ rồi thì bạn thử tính coi là có đến được với bạn không? Bạn tự nghiệm ra đi. Chả nhẽ mình để mình nói tuyệt ra.
mau mồm mau miệng này, khéo mồm khéo miệng này, nhanh nhẹn này, bảnh bao này, nhưng mà sát gái đào hoa vô cùng luôn. Đúng rồi thầy, chính xác là vậy. Tại vì bạn nó đẹp đẹp sáng lắm. Đẹp trai được cái gì đâu, đẹp trai hại đời con nhà người ta thôi, hiểu chưa? Nếu mà không có đạo đức thì lấy cái vẻ đó đi hại đời con nhà người ta thôi, lăng nhăng thôi. Thầy cho em học thằng cũ của em á, sinh tháng 6 1988 âm lịch. Số người này sau này khá này, độc tài tốt đó này. Đúng rồi. Thế có số giàu có đấy. Số số người này còn được thừa hưởng tiền tiền của ông bà để lại cho đấy. Thấy ông này được thừa kế chưa? Tại vì em với nó cũng liên nhau cũng 3-4 năm, không có liên, không biết quýt. Đấy, nhưng mà cậu này là khá, kinh tế khá lắm. Đúng rồi. Mà em ở em biết quay lại với nhau khó lắm nhá, duyên đã đứt rồi. Duyên đã đứt rồi. Còn bạn muốn được tình duyên của bạn tốt thì mình có thể làm điện hóa giải cho, để mà đến cái duyên mới nó tốt hơn. Muốn làm thì yêu cầu họ tên của bạn, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu và số điện thoại. Cần những thông tin như thế mình có thể làm cho hóa giải tình duyên chắc chở. Để cho gặp người tử tế. Muốn làm thì gửi thông tin qua sớm rồi mình làm cho. Ủa thật, còn làm là tình với công việc này gọi là ước hết. Nói chung là khi tình duyên của bạn nó tốt, mọi cái thứ kia nó tự khắc nó tốt hết à. An cư thì lạc nghiệp. An cư là an nơi ở, an gia đình. Một khi đã có một cái gia đình nó trọn vẹn rồi thì tự nhiên mọi thứ kia đều tốt hết. Như một cái cây, cái cây mãi mà nó không ra hoa. Giờ nhẽ bây giờ bạn phun thuốc kích để cho nó ra hoa? Không, bạn phải xem cái gốc đã. Cái gốc cái rễ đã đủ chất dinh dưỡng chưa, hiểu chưa? Bồi đắp cho nó, vun đắp cho nó. Khi cái gốc nó đã mạnh rồi thì lá mới hoa mới quả nó ra rất là đều. Những cái thứ khác nó tự sinh sôi nảy nở, hiểu không? Khi đường tình duyên của bạn tốt rồi, bạn có một cái gia đình bền vững hạnh phúc rồi, thì đó nó sẽ là cái gốc để nó tạo ra những thứ khác, ví dụ tài lộc này, sức khỏe này, công việc này, rồi quan hệ xã hội này, hiểu chưa? Liệu bàn tay của em như vậy cuộc sống em sau mặc dù vất vả nhưng mà số giữ được tiền có của thành số này à, bớt tiêu xài lại thì sẽ giữ được, nhưng mà hoang phí quá. Bớt tiêu xài lại, vui lòng bớt tiêu xài lại, nên tiêu xài bạn không giữ được đồng tiền nóng trong người, bạn tìm cách ra thôi, không giữ được nóng trong người đâu. Vậy phải đợi hôm nay qua năm cũng mới khá. Thầy coi giùm em thêm vấn đề gì nữa thầy nói luôn, em đang ghi âm hết rồi. Mỗi vấn đề tình duyên thôi, mỗi vấn đề tình duyên. Ồ, tình duyên giải quyết là mọi cái thứ kia nó đều ok hết. Dạ, nhưng mà thầy cho em học em sau này tôi ngoài hay là cũng ở Việt Nam? Số này có số đi nước ngoài, nhưng đi một thời gian là lại về. Yeah. Còn sống đi nước ngoài đấy chắc chắn là như vậy, như đi được một thời gian là lại về. Đúng rồi, em đi xong rồi về đi. Dạ. Thầy hỏi chị đó, nhưng mà ở alo, mạng chậm chờn quá, bạn nói sát vào máy đi, nói đi. Em nói là hiện tại em đang ở Campuchia, em đang có suy nghĩ về Việt Nam. Em cho em muốn hỏi là em nên về Việt Nam hay là em nên ở Campuchia? Tùy bạn thôi, số bạn có số đi đi chạy như ngựa đấy, kệ bạn, đấy là do bạn thôi. Nhưng mà hiện tại trong cái mùa dịch này, hiểu chưa, chớ đi đi đâu cho nó mệt ra nhé. Ở yên một chỗ đi nhé, rồi năm sau bạn tính làm gì thì làm nhé. Dạ, được rồi, dạ, em tính thôi. Rồi, dạ. Thế nhá, có gì thắc mắc nhắn tin lại cho mình. Dạ rồi, ok. Ok, chào bạn.